phim nhà Dương Lâm hết đi xin nội ngoại tài sản. Các con, mẹ đây, mất tống quá trà cho chú hết đi hết. Nghe con nè, chết luôn. Lại đóng quảng cáo kiếm tiền, lần nào ông già cũng phải năn nỉ. Cái nạt cho nó khóc, con cái gì mà không khóc, giờ quay nhà quay phim giờ tiếng đồng hồ nè. Để mà khóc mà nó khóc đó. Từ khi chào đời đến nay, con trai út nhà Dương Lâm khu phim cứ sơ hở là đem tiền về cho bố mẹ. Hôm nào hai vợ chồng livestream mà thiếu khu phim là khán giả lại hỏi khu phim đâu, miết trụi khu phim như cái cầu hút view chốt đơn của ba mẹ. Em bé 50, người lớn 50, chị nào một hôm nó tới 100 cái lần á mấy chị. Đúng là con trai của ta. Chưa hết, cậu bé này còn như celeb đi đóng quảng cáo cực kỳ chuyên nghiệp. Mà celeb này có điều muốn đóng được đạt thì hơi tốn sữa. Đoạn không cần khóc thì cậu nhóc khóc như mưa, cứ phải mang sữa ra dỗ thì mới thôi. Ấy vậy mà cái đoạn cần khóc, cậu bé cứ nhìn mặt ba Lâm mà cười kha kha. Đã vậy ai nấy cũng năn nỉ khóc mà nhất quyết không chịu khóc. Mặt cứ trưng ra biểu cảm, người ta không muốn khóc mà cứ bắt khóc hoài. Tiên, khóc đi. Ừ. Khóc đi. Mãi sau Dương Lâm phải dùng biện pháp mạnh thì cô cậu mới cho ra chút nước mắt. Thấy vừa mếu cái là Dương Lâm hò hét quay phim bấm máy liền, chưa để hết khóc lại phải dỗ lại. Con phim hiểu đường dây chưa? Con lại được con phim. Khóc, khóc cái chợ. Quay cảnh đút nè. Quay cảnh luôn rồi. Đúng rồi, quay cảnh ăn nghi trời ơi. Qua người mới. Rồi, nhớ nha. Nhưng việc mang con đi đóng quảng cáo như thế này cũng khiến Dương Lâm và Quỳnh Quỳnh hay bị nói là lợi dụng con. Nhưng để ý là những lần quảng cáo mà Dương Lâm nhận cho bé cũng chỉ là thỉnh thoảng, còn lại vẫn để bé ở nhà chơi với ông bà nội ngoại. Việc để bé tiếp xúc với ống kính sớm cũng khiến em lớn lên dạn dĩ hơn, biết đâu sau này lại kế thừa sự nghiệp diễn hài của Dương Lâm. Nhìn lại nhiều biểu cảm hài hước của bé trong những video của bà mẹ cũng thấy ra tố chất cũng không phải dạng vừa. Bên cạnh đó, việc cô Phim bị ông bố suốt ngày trưng dụng đi xin đất ông bà nội cũng khiến dân tình dở khóc dở cười giùm cô cậu. Con trai út được ông bà nội cưng như trứng nước. Khi mẹ vắng nhà, bé được ông nội bế bồng dỗ dành, bà nội thay quần áo và cho uống sữa đi ngủ. Đáng nói, trong lúc nói chuyện trơm trả với con, Lê Dư Bảo Lâm bất ngờ quay ra dụ dỗ ba mẹ mình cho đất con trai cưng. Cho đất em bà nội. Bà nội, nào cho đất cơ vậy? Làm cho đất phim vậy? Năm năm. Bà nội chừng nào mới cho đất út phim vậy? Bà nội lại im lặng lảng tránh rồi. Không có dễ mà bỏ qua chuyện này đâu, phải không phim? Lê Dư Bảo Lâm hài hước nói, trong khi mẹ anh cũng dí dỏm quay sang nói chuyện với út phim và tránh trả lời câu hỏi khó này. Không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai, Lê Dư Bảo Lâm cũng chia sẻ hình ảnh con gái đang chăm chỉ giúp đỡ bà nội lau dọn nhà cửa. Hai con của nam danh hài nhận được vô số lời khen từ khán giả nhờ sự đáng yêu và biểu cảm gương mặt hài hước thừa hưởng từ bố. Trời ơi, lụm lên. Trời ơi, chính gì kỳ vậy? Thế ngày hôm nay con gái vụ là Bảo Nhi sẽ trở thành siêu đầu bếp, sẽ đãi Bảo Lâm những món rất là ngon. Hey! Nhận được tình yêu thương đủ đầy từ gia đình, các nhóc tì nhà Lê Dư Bảo Lâm thông minh hiểu chuyện, hai cô con gái lớn của nam diễn viên biết yêu thương ba mẹ và em út. Trong đó ái nữ đầu lòng Bảo Nhi, trai dáng chị gái không chỉ tự lập, cô bé còn phụ mẹ chăm sóc các em nhỏ. Dạ quá, tức tuổi quá. Rồi, Nhi xin lỗi em đi con. Bà nhận xét như thế nào về các con nhà Lê Dư Bảo Lâm? Hãy để lại bình luận bên dưới và cập nhật thêm các thông tin về sao việc tại gian nha.